một lần cá mua cá gì mà miếng miếng tròn tròn như cá ăn ngon. Cá chỉ. Hả? Cá chỉ. Mẹ là ở trường đi học. Bánh chuối chiên đi cả nhà ơi. Lai chim. Lai chim lai ơ rồi. Cho mọi người người ta biết. Bánh chuối chiên bữa trưa mọi người ơi. Bánh chuối chiên phần to rỗng ruột nha cả nhà. Bánh chuối chiên mà có để có. Dạ. Khỏi luôn đi à chị bà chén hết. Bánh chuối chiên buổi trưa nha mọi người ơi. Giờ ngon dữ lắm ha. Một chục cái hả? Đợi con chút xíu. Tiếp một chục cái. Có
Bánh chưa chiên phần to rỗng ruột trên cả nhà ơi. Hôm nay chắc là mệt quá, em chiên một buổi rồi nha mọi người. Em đang chiên bánh tại xứ OB nha cả nhà ơi. Đang có bánh nóng hổi nha. Không ngủ điện không được.
Bánh cuốn chiên dưa này ngon lắm nha cả nhà ơi. Ăn vào thì nó béo béo mà nó giòn sao, đặc biệt là không rút dầu nha mọi người. Nó phì to luôn đó cả nhà ơi. Hôm nay chuối này vừa chiên nè. Lúc sáng thì em chiên chuối nó hơi mùi. Giờ thì chuối này nó vừa lắm nha. Năm cái em không có đi giao được chị ơi. Năm cái em không có đi giao được nha. Thiết bị nóng quá. Đứng. Ờ dẻ dưới dẻ lên ạ. À.